Nhân vật chính đang rần rần trong mạng xã hội những ngày vừa qua có lẽ không ai khác, đó chính là Nathan Lee. Anh chàng này là ai mà tự tin đối đầu với Ngọc Trinh lẫn Cao Thế Sơn? Hãy cùng với IBS tìm hiểu nghe sau đây các bạn nhé. Đầu tiên, Nathan Lee là ai? Nathan Lee sinh tại Hà Nội, phần lớn thời gian lớn lên ở Paris, 17 tuổi trở thành người mẫu và từng là gương mặt châu Á sáng giá của hãng Elite Model Management. Năm 2003, anh là người châu Á duy nhất là vào top 20 của cuộc thi âm nhạc trẻ toàn nước Pháp. Năm 2008, Nathan Lee trở về Việt Nam với tư cách là một ca nhạc sĩ. Trước đó, Nathan Lee đã có hơn 6 năm học thanh nhạc. Bố mẹ Nathan Lee đều là quan chức cao cấp. Được biết rằng là mẹ của Nathan Lee là tiến sĩ, giảng viên đại học danh tiếng và lâu đời nhất thế giới tại Pháp. Bà nói được 3 ngôn ngữ. Còn bố của Nathan Lee là ông Trương Triều Dương, từng là đại sứ Việt Nam tại Tây Ban Nha. Ngoài ra còn là vụ trưởng Bộ Ngoại giao, trưởng đại diện quan chức cấp cao của Việt Nam tại Diễn đàn Hợp tác Á-Âu, kiêm thống đốc quỹ Á-Âu. Em gái của Nathan Lee cũng là một người tài không kém ai trong gia đình của mình. Nam ca sĩ giỏi 5 thứ tiếng thì em gái của mình giỏi 4 thứ tiếng nha. Cô còn là nhà thiết kế thời trang, họa sĩ và là đại diện cho một hãng mỹ phẩm quốc tế lớn. Khối gia sản không thể đếm nổi. Nathan Lee là đại gia triệu đô của showbiz Việt. Anh là đại gia Việt tại Mỹ khi tậu biệt thự sang chảnh rộng 12.000 m2 ở Beverly Hills của Mỹ với giá lên đến 25 triệu đô la. Căn nhà 8 tầng hơn 1.000 m2 của nam ca sĩ ở Hà Nội nguy nga, lộng lẫy, không khác gì một cung điện châu Âu. Tòa nhà được xây dựng bằng nhiều vật liệu đắt đỏ và còn được trang trí bằng hoa tươi nữa. Natalie cũng đã sở hữu biệt thự rộng hơn 6.000 m2 trị giá 600 tỷ đồng tại Vũng Tàu. Bên cạnh đó, khách sạn tại Pháp do anh làm chủ đối diện tòa thị chính Paris từng được anh rao bán với giá 2.500 tỷ đồng. Ngoài ra, Nathan Lee liên tục chia sẻ hình ảnh siêu xe, du lịch xa xỉ. Xét về khối bất động sản của Nathan Lee thì người ta chỉ có thể thốt lên rằng nhiều biệt thự trăm tỷ đến nỗi không thể nào nhớ hết được. Ngồi dùng bữa với ngôi sao quốc tế. Không chỉ thân thiết với nhiều nghệ sĩ nổi tiếng trong showbiz Việt như là Thu Minh, Mỹ Lệ, Thanh Hà, Lý Nha Kỳ, v.v. Natalie còn thân thiết với cả những nghệ sĩ nổi tiếng ở nước ngoài nữa. Anh chàng đăng tải lên trang cá nhân của mình hình ảnh ngồi dùng bữa với nữ diễn viên đình đám của TVB một thời xa thi mạng. Nam ca sĩ dường như rất vui khi có cơ hội dự tiệc cùng với một ngôi sao quốc tế như vậy. Không chỉ thế, anh chàng còn vinh dự tham dự bữa tối cùng với Cổ Thiên Lạc. Thậm chí anh còn có cơ hội gặp gỡ tỷ phú sòng bài Ivan Chow. Điều này cho thấy rằng không chỉ có những mối quan hệ trong showbiz mà Natalie còn quan hệ rất rộng ở thị trường nước ngoài. Ông Hoàng Thị Phi một thời của showbiz. Natalie cũng đã từng góp mặt trong rất nhiều chương trình truyền hình như là Chinh Phục Đỉnh Cao, Vietnam Next Top Model, nhưng mà vẫn chưa ghi nhận được nhiều dấu ấn trong lòng của công chúng. Natalie còn được chú ý vì loạt scandal nhiều đến mức phải gọi anh là ông Hoàng Thị Phi luôn, với hàng tá phát ngôn gây tranh cãi dữ dội như nhiều quả hoa hậu mình nhìn trái nhìn phải, nhìn bắc xuống nam, nhìn ngang nhìn dọc, không bằng cô giúp việc nhà mình nữa. Nathan Lee cũng được biết đến khi có mối quan hệ thân thiết với Thu Minh. Tuy nhiên, cả hai vướng nghi vấn rạn nứt khi không còn xuất hiện nhiều như trước nữa. Dù vậy, Nathan Lee vẫn dành sự tôn trọng cho Thu Minh. Và mới đây nhất đó chính là drama bùng nổ khi Nathan Lee đã xoáy một người nào đó bị nghi là Ngọc Trinh. Thậm chí nam ca sĩ còn livestream ngoài đường phố để khoe siêu xe xích lô Rolls Royce dằn mặt cô nàng nữa. Sau đó thì Cao Thái Sơn đã lên tiếng bên vực Ngọc Trinh. Lập tức Natalie đăng tải trạng thái nói thẳng mặt Cao Thái Sơn. Không phải dạng vừa, giọng ca pha lê tím liên tục đáp trả Natalie với nhiều status khác nhau. Trưa ngày 23 tháng 4, cả hai đã có một màn livestream để đấu tố nhau. Theo đó, Natalie khởi kiện ekip Ngọc Trinh 30 tỷ đồng. Chuẩn bị tung hết bằng chứng tố Cao Thế Sơn phạm pháp ở Việt Nam lẫn ở Mỹ. Không biết các bạn nghĩ sao về drama lần này của Natalie ha? Có phải là thuyết âm mưu rằng Natalie đang muốn quay lại showbiz hay không ta? Để lại bình luận ở phía dưới nha!